Yo, hello nha, chào người nha, chào quay trở lại với channel của mình đây, từ từ bà đạo người nha. Xin chào tất cả anh em của game kho báu truyền thuyết như mình đây, từ từ bà đạo bạn ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay, chúc vào video cho anh em xem video bạn like, share, thay đăng kênh cho Phí Phạm xin nhiều ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục hành trình cập nhật code dùng chung mới nhất của game kho báu truyền thuyết anh em, và xem có quà cáp sự kiện gì không. Mà nói là quà cáp cho tôi vừa nãy ghé rồi các bạn, không có gì đâu, có code mới đấy anh em, có code mới mấy sự kiện, tiếp tục vui chơi sự kiện mới thôi anh em. Trung thu, đặc biệt chơi sự kiện trung thu ạ. Hôm qua thì tôi có vào làm nhiệm vụ và tôi đã tích pháo anh em để hôm nay bắn một thể, mà tôi đang băn khoăn là nó có bảo lưu không anh em. Nhưng mà theo cá nhân tôi nghĩ thì chắc chắn nó vẫn sẽ bảo lưu cho mình các bạn, không thể nào mà nó bay màu của mình được. Ngày mai đấy anh em, ngày mai là đổi được 50 mảnh của Zoro ấy rồi anh em. Ngày mai đấy tôi là đổi được 50 mảnh của Zoro rồi. Đấy, anh em từ từ. Trước tiên thì chúng ta nhận quả thư nhá, nhận quả thư xem bên thư có gì không. Ui, chưa biết nào, anh em bên thư đã phát ngay cho một ca 6 kim cương rồi bạn, tuyệt vời. Thám hiểm nào, bên thám hiểm một ca 6 nữa các bạn. Ui, 3k rồi anh em, ngon chưa. Để dành nó phải như vậy các bạn, mất công để dành nó phải như thế anh em. 120 này, nhận tiếp nào. 43 pháo nữa anh em, 7k kim cương rồi. Ở đây này tôi không phá anh em, cùng lắm tích lên 100k rồi mình làm phát rồi biết đâu bung lụa rồi đẩy lực chiến sau các bạn, chứ hiện tại là không tiêu, sống chết không tiêu anh em nhé. Mấy phát rồi toàn cứ tiêu sang hớ, mà toàn hớ những cái vụ cay cay chết người luôn anh em, để tránh trường hợp về sau rơi vào tình trạng là không có kim cương để xài. Bữa nay chúng ta chuyển sang chế độ tích các bạn, nhận nào. Ok, làm mới nào anh em, đi nào. Tiếp tục 300 ngon lành. Làm quả 600 con nào. Làm quả 600 cho nó rực rỡ nào. 120 cũng được. 60. Ok, khiêu chiến các bạn. 200 này lại khiêu chiến được à. Ngon. Thế thì quậy thôi chứ để làm gì nữa anh em. Thế thì quậy thôi chứ để làm gì nữa ạ. Tới nào, tới luôn đi anh em, hai đợt nữa à. Rồi ok, Tết thiếu nhi các bạn, phá hoa 187 lần, bắn nào. Đúng 1k3 kim cương nữa ạ. À, nói đen thì cũng không phải là đen anh em, nhưng mà thôi cũng được các bạn nhá. Thật sự nói đen thì không phải là đen anh em, nhưng mà thôi cũng được. Rồi 300 kim cương, 10 giờ nữa lại được rút rồi. Uầy, 7k kim cương các bạn, điểm nào, miễn phí 3 mạnh Zoro. Đây, à đây các bạn, rồi nhận được rồi, nhận được rồi. Bây giờ 21 vé à, làm luôn đi anh em. Smoker. Rồi ơi, cũng được các bạn. Ok, vô nào, tới luôn anh em. Bữa được bữa không ạ. 1 2 3 cho nó xong các bạn, rồi nhận nhận rồi. Ok các bạn, điểm đây, chúng ta số được hơn 300 kim cương là cũng được rồi các bạn nhá. Con đen này anh em này, mã code anh em đây các bạn, KBTTWF2073HSOHO anh em. Code này thì các bạn đổ được 300 vàng, 200 kim cương, một phiếu cây cao cấp và 10 mảnh tướng 5 sao anh em nhé, cũng khá là ngon, mạnh trình thủ nhập. Rồi ok anh em, bây giờ thì trước tiên chúng ta làm qua nhiệm vụ đó nhờ. Đó, công việc hàng ngày các bạn. Cứ bình tĩnh anh em, này sẽ có một số thứ khá là ngon đến với chúng ta đấy. Từ các bạn, kêu chiến từ. Đây anh em, thức tỉnh tiến bậc này. Hôm nay thì tôi sẽ tiến bậc được anh Zoro nhà mình. Đây anh em, dùng hai form này đi. Kuma cũng chơi các bạn. Xác nhận. Đấy, xong, nâng cấp thành công. Sau khi nâng cấp xong thì các bạn có thể cộng skin. Một điểm khá là hay anh em. Xem nào, 25% gây thêm sát thương rồi. Skin này thì sao,
tăng thêm tỷ lệ bạo kích 2 năm 384 cũng chỉ tăng được 1% thôi. Đặt lên cái này anh em, xác nhận. Đã dùng rồi anh em, giờ chỉ có cường hóa nữa thôi. Vậy anh rồi nhà mình cũng lên được 4 mét rồi. Rồi ok các bạn cứ bình tĩnh nha. Đảo người cá này. Con đường vinh quang này hải tặng vâng. Ok các bạn, ra trận nào. Thua hả? Thua hả anh em? Đổi trận coi. Vẫn thua các bạn, thua rồi. Vậy là chưa ăn được anh em, chưa ăn được. Hơi cứ bình tĩnh vậy, chưa ăn được thì bình tĩnh không sao cả. Ok chiến nào. Hai mươi lăm mét tách nhau ra coi. 24 mét ạ, tách nhau ra thì được 24 mét. Kiểu nhảy thì sao? 22 mét, càng đánh càng xuống các bạn, thôi cũng được. Quán rượu như ý này, bộ sưu tập x1, ok. Shop mua tiếp anh em. Rồi 3 độ đoạt bảo anh em. Xíu quên ngoạn này. Để được 2m020 rồi anh em. Cũng ngon. Cũng được của nó anh em. Rồi hôm nay lại đánh khuôn này tiếp à. Chiến thôi. Chiến thôi anh em. Đợi chờ gì nữa ạ. 14m rồi. Đấy. Bữa là 18-9m anh em, bây giờ đánh được 14m rồi các bạn, ngon lành luôn. Tiếp nào. Top 2 hả? Top 2 hả? 76 anh em. Đánh một nửa tôi được bao nhiêu? 91 các bạn, cũng được có nói chứ. Cắn quét nào. 2 3 4 Vô 5 căng nhờ. Trông thế mà căng căng đét luôn anh em, đùa đâu ạ. Nhìn thế thôi chứ không phải vậy đâu các bạn, căng lắm nha. Lượm quà nào. Lượm quà nào anh em. Chú 8k rưỡi kim cương rồi các bạn. Quay phê nhờ. Bạn quay nào, lâu lắm rồi không quay anh em. Và quay xíu nào. Lâu lắm rồi cũng không quay. Được mạnh Usopp nào không đây? Tới nào, cho xin mạnh Usopp nào. Không ra các bạn. Rồi ok. Ok các bạn. Tôi kiếm đồ 3 sao. Không có bạn nhá. Có đồ ấy thôi. 2 sao thôi. Rồi cũng được các bạn. Quán rượu chiêu mộ thể lực. Nào xem được ai hay không. Group đồ các kiểu đấy anh em, nhìn thấy thôi. Group đồ các kiểu lần nãy giờ đấy nhưng không đâu anh em nhé. Cũng ghê đùa đâu. Lượng quà nào. 500 kim cương nữa, 9k kim cương rồi. Tuyệt vời anh em. Dùng nào. Mát dùng luôn. Nè. Cha Phan Galo này. Vô. Đùa đâu anh em. Bật giỡn ạ. Ồ đừng có đùa các bạn. Bật giỡn đi. Có phải gọi là hơi bị ược của nó luôn á. Chà Phan Galo, hiện tại mình như mình đang cũng đang chơi đó anh em. Đây, nào thức tỉnh tiến bậc nào. Thêm một mảnh no. 1, 2, 3, 4. Nào. Nào sao, lên được tin nào. À, tin cuối cùng các bạn. 6 điểm, ui. Được của nó anh em. Cứ đùa đâu. Trời, không đủ các bạn, không đủ. Ôi nhưng mà được của nó nhá. Nó
nhìn vậy thôi chứ cũng đừng có đùa các bạn. Ngon lành cả đấy. Thế nào, sưu tập chiến hàm cường hóa lên nào. Vô ngon lành anh em, tuyệt vời. Ok, nói chung thì video ngày nay thì chưa cập nhật con đen tập trung mới cho anh em thôi. Thì cũng nên vui chơi sự kiện quẩy kia một tí thế thôi anh em. Clip kết thúc anh nhé, hẹn mọi người theo giờ thì bye bye.